VR3 băng, thiên tài Caudron khởi đầu ấn tượng tại World Cup Porto 2024. Frederic Caudron có ngày thi đấu ấn tượng để vượt qua vòng loại đầu tiên tại giải World Cup BA Carom 3 băng Porto 2024. Giải World Cup BA Carom 3 băng Porto 2024 khởi tranh từ chiều ngày 7 tháng 7, theo giờ Việt Nam, tại Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, tay cơ hàng đầu thế giới, Frederic Caudron cũng góp mặt tranh tài từ vòng loại đầu tiên. Cơ thủ có biệt danh thiên tài nằm ở bảng F cùng với Erkan Adin và Nale Olsen. Với đẳng cấp của mình, tay cơ người Bỉ dễ dàng vượt qua vòng loại đầu tiên bằng thành tích toàn thắng. Ngôi sao BA Ba Băng sinh năm 1968 có màn ra quân rất ấn tượng giải World Cup BA Carom Ba Băng Porto 2024. Với những chiến thắng rất thuyết phục, Caudron đánh bại Erkan Adin 30-8 sau 12 lượt cơ, thắng Nale Olsen 30-10 sau 11 lượt cơ. Những series điểm cao nhất của tay cơ người Bỉ lần lượt là 11, 9 và 8. Không khác gì so với hai kỳ World Cup BA Carom 3 băng gần đây nhất. Kể từ sau khi trở lại đấu trường UMB, Frederic Caudron vẫn giành vé vượt qua vòng loại thứ nhất với vị trí đầu tiên. Tại vòng loại thứ nhất của World Cup BA Carom 3 băng Porto 2024, Caudron đạt chỉ số trung bình 2,608, dẫn đầu danh sách các gương mặt tiến vào vòng loại 2. Tại vòng loại 2 thi đấu vào chiều ngày 8 tháng 7, giờ Việt Nam, tay cơ người Bỉ nằm cùng bảng P với Maxim Panaya và Tobia Baudric. Caudron đánh trận đầu gặp Panaya vào lúc 18:30 giờ Việt Nam. Một gương mặt đáng chú ý khác là Beron Uymaz, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã vượt qua vòng loại thứ nhất của World Cup BA Carom 3 băng Porto 2024. Cơ thủ từng vô địch ở PBA cũng tranh tài ở vòng loại thứ hai vào chiều nay ngày 8 tháng 7. Trong khi đó, tay cơ duy nhất của Việt Nam tranh tài ở vòng loại thứ nhất World Cup BA Carom 3 băng Porto 2024 là Nguyễn Đình Luân đã sớm dừng bước. Tại vòng loại thứ hai, không có cơ thủ nào của Việt Nam góp mặt.